Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của D-Reviews. Và trong video này thì mình sẽ cùng các bạn nhìn lại về chiếc Samsung Galaxy A50 đã ra mắt được hơn một tháng, nhưng mà không ít thì nhiều, A50 cũng đã trở thành một cái sự lựa chọn mới ở phân khúc 6 triệu đồng của người tiêu dùng. Và hãy theo dõi video sau đây cùng D-Review khám phá 5 điểm được yêu thích nhất trên Galaxy A50 nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần thiết kế và phần màn hình. Với thiết kế đã quá nhàm chán đến từ A9 và A7 của năm ngoái thì đến A50 năm nay, Samsung sẽ có một cái bộ mặt hoàn toàn khác khi có thiết kế Infinity U. Thiết kế này sẽ cắt bỏ phần nhỏ của màn hình theo hình vòng cung giống như là chữ U để đặt camera selfie. Trên A50 thì vết cắt rất nhỏ này sẽ không chiếm quá nhiều diện tích hiển thị, tạo ra một cái thiết kế đủ liền mạch để người dùng có thể quen chỉ trong một thời gian rất là ngắn. Chuyển đến với phần tấm nền thì Galaxy A50 cũng sẽ được trang bị tấm nền Super AMOLED, một đặc sản đã trở thành quá quen thuộc của những smartphone Samsung. Và hiện giờ thì gần như là tất cả các smartphone cao cấp trên thị trường đều chuyển sang sử dụng tấm nền Super AMOLED, đa phần là do chính Samsung cung cấp. Với hai ưu điểm chính đó chính là độ tương phản cao, các điểm ảnh của tấm nền Super AMOLED có thể tự tạo sáng để có thể tắt hoàn toàn hoặc là tạo ra một cái màu đen rất là đậm, tạo sự tương phản lớn đối với các điểm ảnh xung quanh. Ưu điểm thứ hai đó chính là tiết kiệm pin. Cũng nhờ có thể tự tắt được một phần màn hình mà loại tấm nền này có thể sử dụng ít điện năng hơn so với màn hình LCD luôn phải bật đèn nền để chiếu sáng. Và Galaxy A50 cũng sử dụng một màn hình Super AMOLED với kích thước là 6,4 inch khá lớn cộng với cái độ phân giải là Full HD Plus. Ưu điểm thứ hai có lẽ là về giao diện One UI. Với bộ giao diện này thì sẽ thay đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài và hướng tới sự đơn giản trong sử dụng để trải nghiệm smartphone trở nên thuận tiện hơn. Thay đổi lớn nhất ta có thể thấy là các ứng dụng trên màn hình và phần menu sẽ được làm rất lớn, từ đó thì người dùng cũng có thể phân biệt được chúng với nhau một cách dễ dàng cũng như là nhấn chính xác vào từng icon hơn. Về giao diện của phần setting thì các ứng dụng trong hệ thống cũng được hãng làm lại từ đầu với các nút bấm lớn, đặc biệt là đẩy xuống phần dưới của phần màn hình để người dùng có thể dễ dàng nhấn bằng một tay hơn. Điểm mà những cú đêm chắc chắn sẽ rất thích đó chính là One UI của Samsung đã có chế độ Night Mode toàn hệ thống, biến các giao diện từ màu trắng có thể chuyển sang màu đen, và với tấm nền AMOLED có thể tắt các điểm ảnh, tạo màu đen chân thực như đã đề cập ở bên trên. Galaxy A50 sẽ đem đến cho người dùng một giao diện vừa dịu mắt, vừa hiện đại là còn tiết kiệm pin. Ưu điểm thứ ba có lẽ là về cảm biến vân tay ở dưới màn hình. Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều các cách bảo mật khác nhau như là gõ mật khẩu, vẽ hình hay là vân tay mặt lưng bên cạnh hay là nhận diện khuôn mặt. Nhưng có lẽ giải pháp đem đến sự thuận lợi cao nhất đó chính là cảm biến vân tay đặt ở bên trong màn hình. Loại cảm biến này có hai ưu điểm, đó chính là sẽ giúp mặt lưng của máy có thiết kế sạch sẽ, liền mạch hơn và tạo cảm giác cầm nắm thoải mái. Và mỗi người trong chúng ta cũng có những cách cầm máy khác nhau, nhưng ai cũng sẽ đặt ngón tay của mình lên màn hình. Vì vậy, đặt cảm biến vân tay tại đây là một giải pháp tối ưu nhất. Là một smartphone tầm trung nhưng mà Galaxy A50 lại sở hữu cảm biến vân tay quang học thay vì cảm biến vân tay siêu âm đã được hãng áp dụng trên Galaxy S10. Thế nhưng tốc độ đọc vân tay trên Galaxy A50 vẫn đủ nhanh để không làm cản trở sử dụng của người dùng. Ưu điểm thứ tư đó chính là hệ thống 3 camera với nhiều chế độ chụp hình. Ta có ống kính chính với độ phân giải là 25 MP, kèm theo đó là camera chụp góc siêu rộng và cảm biến đo chiều sâu phục vụ cho tính năng chụp ảnh xóa phông. Camera chính của máy vẫn tạo ra những bức ảnh đậm đà, có độ tương phản cao giống với các dòng máy Galaxy A trước đây, nhưng tính năng mà người dùng chắc chắn sẽ thích đó chính là camera góc rộng. Bên cạnh đó thì camera selfie của A50 cũng khá tốt khi có số chấm đạt 20 MP, đủ cho các tín đồ sống ảo tha hồ selfie. Và cũng đừng quên là camera selfie này cũng có khả năng giúp cho các bạn tự sướng xóa phông nhé. Và ưu điểm cuối cùng có lẽ là về viên pin 4000 mAh của máy, thì đây là dung lượng pin chắc chắn sẽ đáp ứng đủ những nhu cầu sử dụng trong ngày của các bạn khi mà kết hợp cả các tác vụ giải trí chơi game hay là lướt web xem phim thì 4000 mAh là vừa đủ. Còn nếu như mà các bạn chỉ nghe gọi lướt web không thôi thì đôi khi phải sang ngày thứ hai mới cần phải sạc lại. Qua 5 điểm mà mình đã tổng hợp ở bên trên thì có thể thấy rõ ràng là những điểm được ưa thích trên chiếc A50 không hoàn toàn nằm ở phần hiệu năng mà chủ yếu nó dàn trải ở những cái trải nghiệm người dùng, từ thiết kế đẹp và thuận tiện cho việc mở khóa cho đến những thao tác truy xuất dễ dàng, dễ nhìn, camera chụp góc rộng có thể lưu lại được những khoảnh khắc tập thể ok hơn, và cuối cùng là thời lượng sử dụng rộng rãi, thoải mái trong ngày. Và các bạn nghĩ sao về Galaxy A50? Chiếc máy này hiện tại đang được bán với mức giá là 6.190.000 tại Di động Thông minh. Các bạn cũng có thể tham khảo ở link sản phẩm ở phần mô tả của video và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của D-Review nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!